What's up guys, chào mừng đến với channel của mình. Và nếu các bạn mới nhìn thấy khuôn mặt này lần đầu tiên ấy, thì mình là Anh Nguyễn. Mình mới làm vlog liên quan đến bodybuilding, fitness và đôi khi là nhảm nhí về cuộc sống bên này một chút. Và hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với series 5 nội sai. Và theo yêu cầu của rất nhiều bạn xem đã comment cho mình, thì chúng ta sẽ đến với 5 lỗi nghiêm trọng khi chúng ta tập lưng sổ. Thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn với lỗi đầu tiên. Đầu tiên là không khởi động kỹ càng. Đúng rồi đấy, nghe tưởng chừng rất là đơn giản thôi, chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng đây chính lại là nguyên nhân chính để nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển cơ của chúng ta. Nhất là khi các bạn đã vô tình tự gia tăng cái nguy cơ chấn thương rất là cao khi mà chúng ta không có cái một phần khởi động thật là kỹ trước khi học tập. Và phần lưng sổ ấy nó cũng thế thôi, nhưng nó bao gồm rất nhiều nhóm cơ đang xen nhau này. Cơ sô này, cơ thang này, cơ thoi này, hay còn gọi là rhomboid, cơ dưới gai, cơ dưới mà, vân 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 vân. Các bạn thấy rồi đấy, 77 nhóm cơ lưng của chúng ta, chưa kể là các nhóm cơ đó nó còn bao quanh các khớp vai của chúng ta nữa. Và vậy nên ấy, có một vài bài về tính linh hoạt, mobility ấy, cho các khớp của chúng ta này nó được hoạt động trơn tru hơn này, làm nóng dần cơ hơn này, nó sẽ giúp cái buổi tập của chúng ta an toàn và đạt hiệu quả cao hơn rất là nhiều. Và cái phần khởi động thì các bạn nên tập trong vòng 10 đến 15 phút đầu buổi tập ấy, với các bài tập về mobility như trong chương trình Summer Boxing mình đã đưa. Hoặc là nếu các bạn không thích thì các bạn có thể tự lên tìm cũng được. Nhưng mà ấy, mình cực kỳ mong muốn các bạn tập các bài tập về tính linh hoạt này trước khi tập. Còn nếu không ấy, thì các bạn lại có thể đi bộ rất nhẹ nhàng tầm 10 phút còn tốt hơn rất nhiều khi các bạn lao thẳng các bài tập. Mình biết là các bạn rất muốn tiết kiệm thời gian cho buổi tập. Tin mình đi, 10 phút đó ấy, nó còn thực sự còn quý hơn cả một buổi tập rất là nhiều. Hai là không kéo hai xương bả vai vào với nhau. Đúng rồi đấy, cũng tương tự như lỗi sai khi tập ngực mà mình đã nói với các bạn ở video trước rồi ấy, thì không kéo hai xương bả vai vào với nhau. Hay là mình còn thấy rất nhiều người còn gọi đây là cách kích hoạt cơ lưng. Nói chung là kéo xương bả vai hay là kích hoạt cơ lưng, thế nào cũng được. Và đây là lỗi rất hay thường gặp của các bạn mới tập này. Một là các bạn ấy gù lưng quá. Hai là thẳng lưng đấy, nhưng mà đúng nghĩa kiểu thẳng tưng luôn, không có một chút gọi là kích hoạt cơ lưng gì cả. Và đó chính là lý do tại sao các bạn cứ băn khoăn mãi là tại sao tập tập xô một cái như thế là tập tay nhỉ. Vậy nên ấy, khi tập ấy, các bạn hãy cố gắng làm sao ưỡn ngực này, thẳng lưng cho mình, giữ đầu ấy, ở vị trí trung lập, đừng gùi quá cũng đừng ngẩng quá, và kéo hai xương bả vai vào với nhau. Còn với những động tác giơ thẳng tay như là lat pull down hay là pull up ấy, thì chúng ta sẽ kéo hai cái xương bả vai xuống và kéo vào với nhau. Như vậy thì chúng ta có thể kích hoạt được nhiều cơ xô lưng nhất có thể. Và vì vậy ấy, thì với những bạn mới bắt đầu thì lời khuyên của mình ấy là các bạn hãy luyện tập cách kéo hai cái xương bả vai đó vào với nhau mà không cần tạ trước này. Rồi dần dần khi bạn quen rồi ấy, các bạn sẽ áp dụng được nó vào các bài tập. Và lúc này ấy, các bạn sẽ được cơ xô rất là nhiều vậy. Thứ ba là dùng được tay quá nhiều. Thêm một lỗi nữa dẫn đến tình trạng mà làm chúng ta tập xô mà cứ như cảm thấy chúng ta là tập tay vậy. Đúng vậy, bàn tay của chúng ta ấy, trong những cái bài tập lưng xô ấy, nó chỉ đóng vai trò như một cái móc ấy, với nhiệm vụ là giữ tạ này và giúp tăng cái áp lực lên cơ lưng, cơ xô của chúng ta. Nhưng mà rất nhiều bạn ấy, trong các bài tập đó đã gồng hết sức cơ cẳng tay này để kéo tạ cho bằng được. Điều các bạn cần chú ý ở đây ấy, là chúng ta hãy dùng cùi chỏ nhá để kéo chứ không phải là dùng tay. Khi bạn dùng tay để kéo chứ không phải dùng cùi chỏ ấy, thì ngoài việc cái áp lực nó dồn chủ yếu vào tay của chúng ta ấy, thì chúng ta còn rất dễ bị chấn thương khớp nữa. Chẳng hạn như cái bài lat pull down, nếu các bạn chỉ cố gắng dùng hết sức để kéo thành tạ xuống mà không di chuyển cái cùi chỏ ấy, thì sẽ tạo rất nhiều áp lực lên khớp vai của chúng ta này. Còn khi bạn dùng cùi chỏ và kéo cùi chỏ về phía cơ mà bạn cần tập ấy, thì sẽ được dồn được áp lực tối đa lên cơ đó. Vậy nên hãy nhớ nhé, dùng cùi chỏ chứ đừng dùng tay. 4 là dùng quá nhiều đà. Nhiều bạn mới tập này thì các bạn mới đến một gym, có thể thấy rất nhiều người là tuy body họ không to lắm, nhưng mà tại sao họ lại chưa được rất là khủng với cái mức tạ trong những cái bài kéo ấy. Và đôi khi thì do các bạn không biết thì các bạn sẽ copy y nguyên cái động tác tập của những cái lực sĩ đó. Nhưng mà đừng nhá, họ kéo rất khỏe vì họ chi rất nhiều,
họ dùng quá nhiều momentum, quá nhiều đà. Nếu mà bạn muốn tăng cơ ấy, cái điều bạn cần làm nhất đó là dùng toàn bộ lực từ cái cùi chỏ này để thực hiện động tác kéo. Như vậy cơ lưng sổ của chúng ta sẽ được tra tấn tối đa. Còn về phần thân người ấy, các bạn có thể hơi cúi người, cong người về phía trước một chút trong các bài tập row, kéo row ấy, để tăng cái độ giãn tối đa cho cơ. Còn khi mà chúng ta kéo lên ấy, thì hãy kéo đến cái điểm mà chúng ta hơi ưỡn để làm sao cái xương bả vai của chúng ta có thể kéo vào với nhau và cũng như kích hoạt cơ chúng ta tối đa. Thực ra thì cũng đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng việc chúng ta hơi chít một chút trong động tác như là lat pulldown sẽ tăng hiệu quả hơn 11% so với chúng ta giữ người thẳng đứng ấy. Vậy nên là chúng ta cũng có thể chít một chút nhưng mà không sao. Ok, nhưng mà đừng chít nhiều quá nhá, đừng dùng quá nhiều đà nếu mà các bạn không muốn gặp mình ở trong bệnh viện một ngày sớm nhất. Và cuối cùng là không kiểm soát tạ. Kiểm soát tạ nghe phải trừu tượng nhỉ. Kiểm soát tạ ở đây ấy, ngoài khi mà bạn dùng lực của bạn để kéo mà không dùng quá nhiều đà như mà mình đã nói vừa rồi ấy, thì nó sẽ còn rất nhiều yếu tố khác như là giữ này và gồng cơ lên khi bạn kéo hết quãng đường, trả về một cách kiểm soát và không để tạ chạm. Vì ấy, khi mà tạ nó không chạm ấy, thì áp lực nó sẽ được giữ lại toàn bộ cho cơ của bạn. Còn kiểm soát tạ khi trả về ở đây ấy, mình không bảo các bạn là các bạn phải trả về siêu chậm. Nhưng ấy là sẽ phải trả về từ từ này, khi bạn có thể kiểm soát được tạ, chứ không phải là thả một cái dầm một phát. Vì như vậy bạn vừa mất đi cái áp lực bị động khi mà tạ trả về, nó sẽ kéo giãn cơ xô lưng của bạn mà lại vừa ảnh hưởng rất nặng tới khớp vai này, tới cuộc sống khi mà bạn nâng một cái mức tạ rất nặng như thế. Đúng không? Để ngồi kể ra ấy, thì còn rất nhiều lỗi nữa, nhưng mà 5 lỗi này là 5 lỗi tiêu biểu nhất mà bản thân mình đã trải qua, như là chứng kiến rất nhiều người mới tập này hay kể cả tập một thời gian rồi ấy, người ta bị chấn thương rồi có khi phải nghỉ tập hàng nửa năm trời vì không chú ý những cái lỗi này. Vậy nên ấy, như mình đã nói ở trước, phòng gym không phải là nơi để chúng ta chứng tỏ cái gì cả. Nếu mà bạn muốn chứng tỏ bản thân bạn thì hãy đợi mùa hè sắp tới bãi biển ấy ra đây có show. Ok, mình mong video này sẽ đem lại cho các bạn cách nhìn khác về lưng xô và hy vọng rằng sẽ giúp được rất nhiều bạn có một cái bộ cánh thật là ưng ý nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã gợi ý chủ đề ngày hôm nay cũng như là ngồi xem hết video này. Đừng quên like, nếu thấy hữu ích subscribe để nhận thêm nhiều video nữa nhé. Một cái nữa, đừng quên comment thêm những cái chủ đề mà bạn muốn mình làm trong video tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.